Nếu anh chị nào đang có nhu cầu tìm một mẫu đèn năng lượng mặt trời lắp trong nhà với cái kinh phí nó khoảng tầm từ 6 đến 700 nghìn, và quan trọng là chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu độ sáng cho cái căn phòng, ví dụ diện tích khoảng tầm 20 đến 30 mét vuông đấy, thì anh chị chắc chắn là không nên bỏ qua cái video này, và cho anh chị có thể chọn một cái mẫu đèn ốp trần đấy, với công suất là 200W của bên công ty Hoàng Long. Vậy thì cái mẫu này nó có những cái ưu điểm, nhược điểm gì và cái cách thức hoạt động lắp đặt ra sao, thì xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu video này với em. Thì trước mắt anh chị đang quan sát thì đây chính là một bộ đèn ốp trần với công suất là 200W. Thì với cái mẫu sản phẩm này thì hiện tại là công ty Hoàng Long đang phân phối sẽ bao gồm có một thân đèn, một tấm pin đấy, và một điều khiển cũng như là túi bu lông ốp vít để chúng ta lắp đặt, và một phiếu bảo hành chính hãng của công ty Hoàng Long trong vòng 2 năm. Thế thì về cái tính năng công dụng thì em cũng xin phép là chia sẻ qua cho anh chị. Thì cái mẫu này, thứ nhất là nó phù hợp lắp ở đâu, thì nó rất là phù hợp lắp ở trong nhà hoặc là vị trí dưới mái hiên mà anh chị có mái che ấy, thì chúng ta có thể lắp cái mẫu này được. Với không gian diện tích khoảng từ 20 đến 30 mét vuông thì nó sẽ đáp ứng đủ độ sáng cho anh chị có thể ăn uống, sinh hoạt hoặc là đi lại, thì nó rất là phù hợp. Và cái chiều cao lắp đặt nó rơi khoảng tầm 3-4 mét. Thì với cái mẫu này thì nó sẽ ưu tiên cho anh chị là thích cái kiểu dạng không gian ánh sáng tỏa từ trên xuống dưới và không sợ chói mắt. Đây thì đấy là những cái ưu điểm chính của cái mẫu này. Và cái kết cấu cấu tạo thì nó sẽ gồm có hai bộ phận chính. Đấy thì em sẽ phân tích cho anh chị. Thứ nhất là thân đèn và thứ hai là phần tấm pin. Thì về thân đèn thì nó sẽ được thiết kế là dạng hình tròn với đường kính là 28 cm, và bên trong là sẽ sử dụng hệ chip LED là 5730 và 110 chip LED. Thì đây là những cái thông số, và bên trong là sẽ sử dụng 3 viên pin. Thì đây là những cái thông số cơ bản nhất của một mẫu đèn năng lượng mặt trời, bao giờ sẽ gồm có là kích thước này, chip LED là sử dụng chip LED gì này, pin là bao nhiêu, và chất liệu thì cái mẫu này là sử dụng chất liệu nhựa. Thế thì rất nhiều anh chị cũng hay hỏi em là liệu thì sử dụng nhựa thì nó có bền hay không. Thì nếu mà chúng ta để ngoài trời thì em không dám khẳng định là bền, nhưng vì cái mẫu này nó chuyên lắp ở trong nhà nên là khi mà anh chị sử dụng thì cũng hoàn toàn yên tâm về cái độ bền cũng như tuổi thọ. Bởi vì trong nhà thì đa số nó sẽ không bị chịu nắng mưa gì, nên là cái nhựa này là nhựa ABS đây, thì nó rất là bền anh chị ạ. Thứ hai là về cái thời gian chiếu sáng, thì anh chị, nhiều anh chị bảo là đèn nó có 3 viên pin, mẫu này có 3 viên pin thì liệu có sáng được suốt đêm hay không. Đấy, thì cái việc mà nhiều pin thì đương nhiên nó sẽ sáng được lâu hơn anh chị ạ, nhưng nó lại phải quan trọng phụ thuộc vào hệ thống chip LED. Thì vì cái mẫu này nó chỉ chạy có 110 chip LED mà lại là LED 5730, thì cái LED này là một LED to, sáng mạnh nhưng lại tiết kiệm điện anh chị ạ. Do vậy là với cấu tạo là 3 viên pin thì nó cũng hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh chị chạy suốt một đêm. Và thông thường thì với những cái gia đình chúng ta thường sử dụng thì hay sử dụng từ 6 giờ tối đến khoảng tầm 11, 12 giờ đêm là chúng ta đã tắt đi rồi. Đấy. Do vậy là nếu mà anh chị sử dụng thì thông được, em nghĩ là cũng thoải mái cái pin cho anh chị sử dụng qua đêm. Thứ hai là khi mà anh chị lắp đặt ấy, thì anh chị cũng hỏi em là khi mà lắp lên trần này thì nó có dễ không, và thường nó có an toàn không, bởi vì lắp như thế này thì nhiều anh chị là sợ nó sẽ bị rơi. Thì em cũng xin chia sẻ là với cái cấu tạo anh chị có thể quan sát đây, thì nó sẽ gồm có 1, 2, 3 cái lỗ để chúng ta bắt vít. Đấy, thì một là anh chị có thể bắt vít trực tiếp lên trần. Đấy, hai là chúng ta có thể sử dụng dây đấy để chúng ta buộc vào đây và chúng ta treo, ví dụ như trên trần anh chị có cái móc chẳng hạn thì chúng ta có thể treo trực tiếp lên. Cái trọng lượng của nó thì cũng khá là nhẹ, chỉ có khoảng tầm hơn 1 kg, loay quanh 1 kg thôi, thì rất là vô tư và thoải mái cho anh chị có thể treo lên trên trần. Và cái chiều cao lắp đặt thì em cũng tư vấn cho anh chị là khi mà anh chị lắp và chọn cái mẫu này thì anh chị nên lắp ở cái trần nó cao khoảng tầm 4 mét đúng không ạ. Bởi vì cao quá thì khi mà ánh sáng chiếu xuống, bởi vì khi mà anh chị lắp cao quá thì khi mà nó chiếu xuống thì chúng ta sinh hoạt nó sẽ bị mờ. Và cái chiều cao tối đa thì em vẫn ưu tiên tư vấn cho anh chị là khoảng tầm 4 mét đổ lại, thì lắp cái mẫu này rất là phù hợp. Và cái diện tích từ 20 đến 30 mét vuông ở trong phòng, có thể là phòng ngủ, phòng ăn đấy, hoặc là phòng khách, không gian nó nhỏ nhỏ thôi. Đi kèm với nó thì sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời poly đấy, và kèm theo một dây dẫn 5m, thì nó cũng rất là phổ biến và nó cũng rất là giống những cái tấm pin thông thường thôi. Thì khi anh chị lắp đặt thì chúng ta sẽ để ở bên ngoài vị trí nào có nhiều nắng nhất và quay hướng nam cho em, thì nó sẽ đón được nhiều nắng và sẽ sạc đủ điện cho đèn. Thì đấy là những cái điều cơ bản. Và khi mà anh chị lắp thì em cũng cần lưu ý, thứ nhất là chúng ta kết nối, thì chúng ta kết nối giữa cái đèn và cái tấm pin với nhau thì nó sẽ có chiều đấy, và khi mà anh chị kết nối thì chúng ta cũng nhớ là phải cắm theo chiều anh chị ạ. Và khi mà anh chị cắm theo chiều thì trên đèn nó sẽ có báo một cái bóng nhấp nháy màu đỏ như này đấy, thì khi nào nó báo như thế này thì chúng ta mới gọi là kết nối thành công,
và khi đó thì đèn nó được sạc điện và buổi tối anh chị có mới có ánh sáng để chúng ta dùng được. Nhiều anh chị khi mà không biết, anh chị dùng khi anh chị lắp đặt xong thì không thấy báo và anh chị dùng chỉ được một hôm đầu tiên thôi, thế còn hôm thứ hai thì đèn lại không sáng. Anh chị hay điện lên bảo là ô có phải đèn nó lỗi không, nhưng mà không phải anh chị ạ, do chúng ta chưa biết kết nối hoặc lắp đặt, thì cái điểm này cũng rất là quan trọng. Thì anh chị khi mà lắp đặt thì anh chị lưu ý cho em cái điểm này. Và cái đèn này thì ngoài chế độ là sáng tự động, tức là buổi tối tự sáng ban ngày tự tắt, thì nó còn được kèm thêm một cái điều khiển. Cái điều khiển này thì sẽ có cái chức năng là bật tắt bằng tay, tức là ví dụ như anh chị khoảng đến 10 giờ tối chẳng hạn, anh chị không muốn sử dụng nữa thì anh chị có thể ấn nút off vào trên cái điều khiển này, thì anh chị có thể tắt đèn để chúng ta không phải trèo leo lên, thì đã đứng ở dưới bấm điều khiển là nó sẽ tự tắt. Hoặc là anh chị có thể điều chỉnh tăng giảm độ sáng của cái mẫu này làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái điều khiển này điều chỉnh được hết anh chị ạ. Cái thời gian bảo hành của sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho anh chị là 2 năm đối với lại cái thân đèn này và 5 năm cho tấm pin, và sẽ có phiếu bảo hành đi kèm chính hãng của công ty Hoàng Long. Mặc dù là một cái sản phẩm rất là rẻ mà chưa đến 700.000 thì anh chị đã được một sản phẩm chính hãng bảo hành lâu dài. Và quan trọng nữa là khi mà anh chị sử dụng thì trong cái quá trình sử dụng 2 năm nó có bất kỳ cái trục trặc nào thì anh chị có đơn vị để tư vấn và hỗ trợ anh chị trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Sau đây thì em sẽ bật thực tế ánh sáng của mẫu này để anh chị có thể quan sát và cảm nhận xem là nó có phù hợp với lại cái nhu cầu của chúng ta hay không. Thì trên đây em đã chia sẻ và giới thiệu cho anh chị về cái mẫu đèn ốp trần với công suất là 200W. Thì rất là hy vọng nếu mà anh chị có nhu cầu nó phù hợp với cái gia đình của chúng ta thì anh chị có thể lựa chọn mẫu này. Hoặc là anh chị nào vẫn còn cái câu hỏi muốn được tư vấn thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865999515, hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com. Thì bên em cũng công khai giá bán tại từng thời điểm của mẫu sản phẩm này. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.